Mỗi lần hãng Apple tung ra một siêu phẩm smartphone mới sẽ là một lần giới cuồng công nghệ có một cuộc chạy đua để trở thành những người đầu tiên sở hữu chiếc điện thoại thông minh và đắt giá này. Và cơn sốt iPhone 7 thì cũng đồng thời mang đến cho nhiều người một cơ hội kiếm tiền vô cùng dễ dàng. Chỉ bằng cách là xếp hàng để mua iPhone là đã có thể kiếm được số tiền lên tới 10.000 đô la Mỹ. Câu chuyện tưởng chừng như đùa này lại đang là những gì đang có thực diễn ra tại một đại lý phân phối các sản phẩm iPhone 7 đầu tiên ở thành phố New York, Mỹ. Tất cả những gì bạn cần làm để kiếm được số tiền 10.000 đô la Mỹ tương đương với hơn 200 triệu đồng đó là kiếm được một vị trí ở trên đầu hàng, kiên nhẫn ngồi và chờ đợi trong khoảng 3 tuần trước khi cửa hàng tung ra sản phẩm đầu tiên và đến khi mua được cho người thuê bạn một chiếc iPhone 7. Mặc dù cửa hàng bắt đầu mở bán iPhone 7 vào ngày hôm nay 16 tháng 9 nhưng đã có những hàng dài người xếp hàng chờ mua từ cách đó hàng tuần.